anh không giết người ta, nhưng người ta lại chết vì anh. Trên đời này có nhiều việc chúng ta không thể chọn được. Giang Âm, yên tâm, em sẽ không đau khổ, em sẽ rất vui. Xảy ra chuyện gì? Sao tôi lại ở đây? Anh Thời Tuấn, lúc anh tỉnh lại, em đã không còn ở bên cạnh anh. Từ nay sẽ không gặp lại nữa. Em biết anh thích cô Thẩm, giờ cô ấy rất khỏe. Anh đừng lo, không lâu sau hai người sẽ gặp thôi. Còn em, em đã gặp được tình yêu đích thực, chính là bác sĩ Lương. Em đã đồng ý lấy anh ấy, cho anh nhúng tóc này, chấm dứt tình cảm của chúng ta. Từ nay là người xa lạ. Anh Thời Tuấn, tạm biệt anh. Anh hãy bảo trọng. Thu Linh gửi anh. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Sao vậy? Dẫn tôi đi gặp cô ấy. Dẫn tôi đi gặp cô ấy đi. Thời Tuấn, tôi đang định đi thăm anh đây. Bác sĩ Lương, tôi cũng định tìm anh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao Thu Linh lại lấy anh vậy? Thời Tuấn, tôi nghĩ mỗi người đều có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình. Thu Linh làm vậy cũng vì làm theo tiếng gọi của trái tim mà thôi. Huống hồ anh yêu cô Thẩm chứ không phải Thu Linh. Anh không làm cô ấy hạnh phúc được, còn tôi thì làm được. Còn nữa,
anh và Thu Linh kết hôn lâu như vậy, tới giờ còn chưa làm chuyện vợ chồng, tới giờ cô ấy vẫn còn trong trắng. Anh không cảm thấy có lỗi với cô ấy sao? Bác sĩ Lương, anh nhầm rồi. Tôi không thể kiểm soát mọi chuyện. Tôi cũng không biết sự việc tiến triển tới mức này. Tôi không thể. Anh Thời Tuấn, mau dìu về phòng lấy thuốc cho uống. Đi mau. Đi đi. Cô Thẩm, cô có biết đây là gì không? Đây là bắp. Đúng vậy, đây là bắp. Những người này đều là lính của tôi. Họ đều có súng, nhưng họ không đi cướp, đi giật. Họ đi kiếm cơm bằng khả năng của mình. Xin lỗi, trước đây đã hiểu lầm ngài. Không sao. Cô Thẩm, giá trị con người nằm ở sinh tồn. Có người đi cướp, nhưng cũng có người sống vì tín ngưỡng của mình. Đại soái, tôi cảm thấy trồng thuốc phiện về bản chất vẫn là hại người. Tôi biết trồng thuốc phiện là không đúng, nhưng tôi trồng thuốc phiện không làm hại đồng bào của tôi, mà tôi bán cho bọn Tây, tôi kiếm tiền của họ. Cô Thẩm, cô có biết đám người chúng tôi đã bị chính phủ quên lãng không? Quân phí và vũ khí cấp trên cấp xuống, chúng tôi không hề nhận được. Tôi khoanh tay đứng nhìn binh lính của tôi chết đói sao? Nhưng ngài đã trồng bắp rồi kia mà. Đúng vậy, chúng tôi đang trồng bắp, họ cũng đang trồng. Nhưng trồng nhiều năm vậy, chúng tôi có no không? Quốc gia là mẹ của chúng tôi. Nhưng đám người này là con cái bị mẹ bỏ quên. Đám con này phải dựa vào chính năng lực của mình mà sinh tồn. Chú Trương, chuyện này nhờ chú nha. Nhưng chú phải nhớ, đừng để chồng và mẹ chồng tôi biết nha. Không thành vấn đề, cứ giao tôi làm. Cảm ơn, cảm ơn. Nhưng mà tiền của tôi đưa tiền cho chú rồi. Chú Trương, tôi đưa tiền cho chú. Chú thuê chồng tôi làm việc, sau đó trả tiền lương cho chồng tôi. Chồng tôi làm việc cho chú, chú lời được biết bao nhiêu thứ, đúng vậy không? Chú Trương, dù chúng tôi mới dọn tới, nhưng hàng xóm giúp nhau một chút có sao đâu. Làm người đừng keo kiệt quá, có biết không? Đừng ham tiền quá. Ai keo kiệt, ai ham tiền? Tôi là... Được rồi chú Trương, tôi không bạc đãi chú đâu. Ai cũng muốn kiếm tiền, nhưng coi chú kiếm như thế nào mà thôi. Được rồi, chú giúp đi mà. Chỉ có một đồng bạc. Được rồi, một đồng bạc. Tức là một đồng bạc. Phương Phương, mẹ, con đang nói chuyện với ai đó? Ai tới hả? Đâu có. Con đang nói chuyện với Chính Dương mà mẹ. Vậy sao? Sao mẹ nghe con nói là một đồng bạc gì đó? Mẹ, mẹ nghe nhầm rồi. Con nói nó đừng quấy rầy, đừng chạy lung tung. Mẹ nghe nhầm rồi. Tiếng gì vậy?
Là ai? Chính Dương, kêu con đừng chạy lung tung rồi, bị té rồi kìa, mau đứng dậy. Không sao đâu mẹ, mẹ vô nhà nghỉ ngơi đi. Đừng khóc, đừng khóc. Đừng khóc, đừng khóc. Làm việc phải không? Đúng vậy. Lý Cảnh Minh nổi tiếng có sức mạnh, khiêng đồ đạc, giá cả tốt. Đi đâu vậy? Cậu không biết tôi à? Tôi ở kế bên nhà cậu. Tôi là chú Trương. Tôi thân với vợ cậu lắm. Không sao đâu. Giờ đi đâu và làm gì? Nóc nhà tôi bị lủng lỗ, cậu giá giùm tôi đi. Một đồng bạc có đủ không? Một đồng bạc sao? Đủ chứ. Đi ngay, đi ngay. Cô viết cái này phải không? Rất chi tiết. Cô biết cả việc trồng trọt, tưới nước. Tôi không biết. Tôi chỉ coi trong báo cáo của chồng tôi mà thôi. Ghi chép cẩn thận. Ở trên này hết rồi. Mời ngồi. Chồng cô cưới được một người vợ tốt. Cô đúng là hiền thục. Cảm ơn đại soái quá khen. Ba người vợ của tôi không ai giúp được gì cho tôi cả. Suốt ngày họ chỉ biết chơi mạt chược, nói thị phi. Phiền chết đi được. Cảm ơn đại soái. Tôi viết báo cáo này là muốn ngài giúp cho việc thủy lợi của trấn Sa Hà, giúp họ giải quyết vấn đề nguồn nước. Còn về trồng thuốc viện, tôi kiên quyết phản đối. Tôi trồng thuốc viện là sai sao? Thuốc viện của tôi bán cho bọn Tây, kiếm tiền của họ là sai sao? Bất luận là bọn Tây hay đồng bào của chúng ta, chỉ cần là người thì không nên dùng thuốc viện để hại họ. Tôi nói cô biết, cô đừng xen vào việc của tôi. Hơn nữa cô không có tư cách xen vào việc của tôi. Xin lỗi, tôi thích xen vào vậy đó. Ngài từng nói giá trị của tôi là giúp ngài tưới nước trồng trọt. Nếu ngài đồng ý thì tôi giúp, còn không đồng ý tôi xin lỗi, tôi không thể giúp được. Dương đội phó, đại soái dẫn xuống dưới. Buông ra. Tôi tự biết. Cảnh Nhi, mẹ biết con vất vả làm việc bên ngoài đều vì cái nhà này, cực khổ rồi. Không đâu, nhưng là một người đàn ông không thể suốt ngày lo kiếm tiền ở bên ngoài, phải lo cho gia đình này nữa chứ. Trông chừng vợ của mình nha. Phương Phương, canh chừng cô ấy làm gì? Hôm qua rõ ràng mẹ nghe thấy nó nói chuyện với một người đàn ông ở ngoài bếp, còn nhắc tới một đồng bạc gì đó. Mẹ hỏi, nó trả lời là không có chuyện đó. Tức chết đi được. Giờ ai cũng ăn hiếp mẹ bị mù. Mẹ, mẹ nghe nhầm có phải không? Phương Phương không như vậy đâu. Còn nói mẹ nghe nhầm sao? Không nha, không nghe nhầm. Mẹ nói con biết, mẹ bị mù, chứ mẹ không bị điếc. Mẹ nghe rất rõ. Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con mà thôi. Mẹ, Phương Phương là người tốt. Mẹ không nói nó không tốt, nhưng biết người biết mặt,
không thể biết lòng, đâu biết trong lòng nó nghĩ gì đâu con. Tục ngữ có câu: lòng dạ phụ nữ thâm sâu như biển. Con dám chắc nó không có gì giấu con sao? Kết hôn chưa được bao lâu đã làm chuyện này rồi, quan hệ lung tung ở bên ngoài. Mẹ đừng nói lung tung, con tin Phương Phương, cô ấy không làm vậy đâu. Con tin nó, không tin mẹ sao? Phải không? Cưới vợ rồi quên mẹ rồi hả? Dòng ân bội nghĩa. Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Mẹ, đầu bự ra ăn cơm. Mẹ đừng nói lung tung. Con liệu hồn đi. Sau này xảy ra chuyện gì đừng trách mẹ không nhắc con. Anh à, em đã nói rồi, con người phải tin vào chính mình. Anh xem, hôm nay kiếm được 1 đồng bạc rồi, nói không chừng mai kiếm được gấp đôi. Phương Phương, em không biết chú Trương thật sao? Chú Trương nào chứ? Nói thật đi, em không biết chú Trương thật sao? Anh kỳ lạ quá, sao em phải biết chú ấy chứ? Ngủ đi. Dương đội phó, sao em bé khóc hoài vậy? Tìm được vú nuôi chưa? Báo cáo đại soái, chưa tìm được vú nuôi. Ăn cơm đi. Chú Trương, chúng ta đã nói rồi, chuyện này đừng nói cho chồng tôi biết. Nếu anh ấy biết chuyện thì tiêu đời đó. Tại tôi, tôi đã lỡ lời rồi. Hôm nay có làm nữa không? Đương nhiên là phải làm chứ. Cô giấu chồng cô hoài như vậy không tốt đâu. Nếu anh ấy biết chuyện thì tôi tiêu đời đó. Nếu chuyện này lộ ra, chồng cô bự con như vậy ra tay đánh tôi thì tôi chết chắc. Chú coi kìa, chuyện này chúng ta không nói ra thì ai biết chứ. Được rồi, số tiền hôm nay quy tắc cũ, 1 đồng bạc, đừng để lộ ra nha. Phương Phương, Chính Dương, anh mua nhiều đồ về lắm nè. Phương Phương, Phương Phương, Phương Phương, giờ nhà đã gọi tên vợ, không gọi mẹ gì hết. Mẹ, mẹ xem, con mua nhiều món cho mẹ lắm nè. Con cưới vợ rồi quên mất người mẹ này. Mẹ bị mù, quên rồi sao? Quên mẹ xem cái gì? Mẹ thấy đường hay sao? Mẹ, mẹ ngửi mùi thơm của táo đi. Đi cho vợ con đi. Mẹ nói con biết, hôm nay mẹ nghe rất rõ ràng. Vợ con lại đi gặp chú Trương kế bên nhà, nói là hôm nay phải làm nữa. Quy tắc cũ, 1 lần 1 đồng bạc. Còn nói là đừng để cho chồng tôi biết. Con nghe đi, con nghe đi. Mẹ nói con biết, nếu mẹ không bị mù thì mẹ bắt quả tang tại trận rồi. Mẹ, mẹ suốt ngày lải nhải mấy câu này. Con tin Phương Phương, cô ấy không phải loại người này. Súc sinh, sao con không tin lời mẹ nói vậy? Nếu nó trong sạch thì mẹ nói nó như vậy hay sao chứ? Mẹ không phải chó điên không cắn người đâu. Mẹ, mẹ nói gì với cô ấy? Làm cô ấy bỏ đi rồi sao? Cô ấy đi đâu rồi? Cô ấy đi đâu rồi? Mẹ không biết nó đi đâu cả. Mẹ nói con biết,
con có thể không tin lời mẹ. Con tự đi coi đi. Mau đi tìm. Mau đi tìm đi. Coi nhà chúng ta dư bao nhiêu tiền đi. Đều là người vợ tốt của con. Một lần kiếm một đồng bạc cho con, chắc giờ kiếm được nhiều tiền lắm. Trụ cột như con, mau đi đếm tiền đi. Đếm thử coi có bao nhiêu tiền rồi. Đếm đi. Đếm đi. Đếm đi. Anh làm gì vậy? Có gì coi đâu? Có gì mờ ám à? Em đã nói với anh rồi, còn 3 đồng bạc. Em nói anh nghe, em mới đi đâu vậy? Em dẫn Chính Dương đi mua rau. Mua rau thật sao? Rau để ở trên bếp, không tin anh đi coi đi. Cho anh xem. Không cho. Mở hộp tiền cho anh xem. Đưa đây. Em nói với anh, trong này còn 3 đồng bạc, sao chỉ còn 1 đồng? 2 đồng còn lại đâu? 2 đồng còn lại đâu rồi? Anh đừng hỏi nữa có được không? Được. Không được hỏi gì hết. Rốt cuộc em còn chuyện gì giấu anh? Mẹ anh nói với anh, mấy hôm nay em và chú Trương lén lút không biết đang làm gì. Còn nói là đừng để cho chồng tôi biết. Quy tắc cũ, 1 đồng bạc. Nhìn anh đi. Sợ hả? Anh từng hỏi em có quen biết chú Trương hay không. Em nói là em không biết chú ấy là ai hết. Em giấu anh chuyện gì? Không thấy có lỗi với anh hay sao? Em không ngờ anh và mẹ không tin tưởng em như vậy. Anh hỏi em tại sao hả? Em nói anh biết. Em thấy gần đây anh không vui. Để động viên anh nên em bỏ tiền ra kêu chú Trương thuê anh làm việc. Anh hiểu chưa? Hài lòng chưa? Hài lòng anh chưa? Xong rồi. Đầu bự đánh mẹ con. Cứu giới. Đánh chết em. Tha cho em đi mà. Dám cãi lời anh sao? Nhanh lên, đi mau. Không được la nữa. Lo là anh đánh em tiếp. Bà ơi, nghe đi. Cảnh Nhi, dừng tay, đừng đánh nữa. Em bỏ tiền kêu chú Trương thuê anh làm việc mà. Anh đánh chết em, đừng đánh nữa. Đánh chết em. Đánh chết em, đừng đánh em nữa mà. Anh đánh chết em. Đánh chết em. Đừng đánh em nữa. Cảnh Nhi, dừng tay lại đi. Cảnh Nhi, con không có gì với chú Trương mà mẹ. Đánh chết em. Phương Phương. Cảnh Nhi, sao con còn đánh nữa? Con làm vậy là muốn tốt cho cái nhà này thôi. Để mẹ hiểu lầm là con bất hiếu. Mẹ, không sao, không sao. Muốn đánh muốn chửi tùy ý mẹ. Con chỉ muốn tốt cho nhà này. Sau này con không dám nữa. Đánh chết em. Đừng đánh nữa mà. Cảnh Nhi, sao con không nghe lời mẹ? Sao còn đánh nói nữa? Đừng khóc nữa Phương Phương. Mẹ tha thứ cho con nha mẹ. Tha thứ, tha thứ. Phương Phương, con đừng khóc nữa. Đều là hiểu lầm. Sau này sống tốt với Cảnh Nhi là mẹ mãn nguyện lắm rồi. Đừng khóc nữa mà. Con biết rồi mẹ. Được, tha thứ cho em. Sau này phải ngoan đó. Mẹ, mẹ ăn đùi gà đi. Nè. Mẹ không thích ăn đâu. Mẹ không ăn đâu. Cho Chính Dương đi con. Con ăn. Chính Dương, mẹ nó ăn rồi. Ăn một tô cơm lớn lắm. Một tô cháo thì có.
Sao cho nó ăn cháo? Chúng ta đang ăn cơm mà. Mấy hôm nay nó bị tiêu chảy, cho nên đường ruột không tốt, thì nên ăn cháo cho thanh đạm. Cảnh Nhi, con và Phương Phương cũng ăn đi chứ. Dạ, đang ăn lắm. Đùi gà ngon lắm đó. Em nói anh nghe, tai mẹ anh thính lắm, đi xa một chút. Nào, giờ nói được chưa? Trong nhà không còn gì, cái gì bán được đều bán hết, nhất thời không thể tìm được công việc thích hợp. Em rầu quá đi. Nếu không được thì anh đi biểu diễn, kiếm vài đồng tiền lẻ. Không được, làm vậy khách gì đi ăn xin. Hay là vậy đi, bán trang trại đi, kiếm chút tiền buôn bán nhỏ mới là kế lâu dài. Về trang trại rất là nguy hiểm, lỡ Vạn Đại Quyền canh chừng ở đó thì phải làm sao? Làm vậy là mở dân miệng mèo. Sao chú Vạn chống đối với chúng ta hoài vậy? Nè, có phải anh là con trai của chú ấy không? Em đừng nói bậy, sao anh là con trai của hắn được? Được rồi, đừng tức giận. Hay là vậy đi, anh ở nhà chăm sóc cho họ, em quay về. Được rồi, giờ khuya lắm rồi, ngủ đi. Ngày mai không có gạo nấu nữa, em làm sao mà ngủ được? Anh à, qua đây. Hay là vậy đi, chúng ta bán hắc tử đi, có được không? Hắc tử là anh em của anh, không bán được. Anh em của anh ăn cỏ, anh ăn được hay không? Em và anh sống thắt lưng buộc bụng được, nhưng họ thì sao? Bà già trẻ con phải làm sao đây? Phương Phương, Phương Phương, anh vô dụng lắm phải không? Không phải người đặt, tôi ở nhà trọ bên kia. Cô ở đây đợi, tôi đi lấy tiền. Gạt tôi hả? Anh có tiền hay không? Nói ra được thì bỏ tiền ra được. Hay là vậy đi, phiền cô đi với tôi, tôi cho cô thêm 1 đồng bạc. Sao hả? 11 đồng bạc sao? Thật không vậy? 11 đồng bạc, không thiếu một xu. Thật hả? Ngựa thuộc về anh, mau lấy tiền ra đi. Được thôi. Mời. Ở chỗ này, đợi tôi một chút, tôi thông báo một tiếng. Tôi đã đưa người tới đây rồi. Xin mời. Vị đại gia, tôi bán ngựa. Cái anh lúc nãy nói anh muốn mua ngựa của tôi, cho tôi 11 đồng bạc. Đại gia, đại gia, mở cửa, mở cửa, mở cửa. Đừng sợ, đừng sợ, tôi không có ác ý, cô yên tâm. Ông muốn làm gì? Muốn nhờ cô giúp đỡ điều tra giùm tôi, rốt cuộc Cảnh Nghi có phải là con của tôi không? Tôi giúp thế nào đây? Rất đơn giản, cho chúng tôi gặp nhau, chuyện còn lại tôi sắp xếp hết. Tôi quen một bác sĩ, biết một bài thuốc kiểm tra được chuyện này. Sao tôi có thể làm con tôi bị thương được chứ? Sao có thể làm con dâu tôi bị thương được chứ? Cô yên tâm đi. Dựa vào đâu mà tôi tin lời ông nói? Nếu Cảnh Minh không phải là con ông thì sao? Vậy thì chúng tôi chết chắc. Thật ra tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Để bù đắp lại sai lầm năm xưa của tôi, dù nó có phải là con của tôi không, tôi cũng sẽ cho nó làm tổng quản của Vạn Gia Trang. Bây giờ tôi chỉ là một người già mà thôi. Tôi muốn tìm lại cốt nhục của mình.
Đây là chuyện rất hiển nhiên, có gì mà gọi là không đúng chứ? Cô cũng là một người mẹ, phải tội nghiệp cho cha mẹ của thiên hạ chứ. Cô hiểu cảm nhận của tôi mà, giúp đỡ người già này đi. Ông thiệt tình, nói sớm đi. Dòng do để làm gì chứ? Mua ngựa để làm gì? Làm tôi hết hồn. Giờ mẹ con họ trốn tránh tôi như vậy, cho nên tôi mới đành phải đưa ra hạ sách này mà thôi. Mong cô thông cảm. Cô suy nghĩ đi. Bây giờ mấy người sống cũng không dư dả. Nếu như Cảnh Minh kế thừa Vạn Gia Trang, thì nó thừa kế rất nhiều tài sản, ruộng đất ngàn mẫu. Có tiền để trị bệnh cho mẹ của nó, có thể tìm người thầy cho chính Dương, học hành thành tài, sống một cuộc sống sung sướng. Có gì là không tốt chứ? Tôi nói vậy có đúng không? Giết đi! Xông lên! Không đánh nữa. Con trai, đầu bự, mau ra đây lấy đồ đi. Được, tới ngay. Mẹ, hát tử chưa bán à? Sao phải bán hát tử vậy? Nhỏ tiếng một chút, đừng để bà nghe thấy. Hát tử ở đây nè. Con trai, đi mau khiêng đồ giùm mẹ. Nhiều đồ ăn vậy? Tối nay không cần ăn cháo nữa rồi. Sao em có nhiều tiền mua nhiều đồ vậy? Anh mặc kệ đi. Tối nay em nấu nhiều món ngon cho anh ăn. Con trai, hôm nay mẹ làm việc vất vả nên mẹ đi nghỉ ngơi nha. Được. Con khiêng không nổi rồi cha. Tránh ra, tránh ra. Xông lên, giết đi. Mẹ, xông lên. Mẹ, mẹ biết hôm nay con lượm được gì ngoài chợ hay không? Lượm được gì? Đây là gì? Là tiền đó. Hèn chi mấy hôm nay mắt trái giật hoài. Mắt trái giật là có tiền đó mẹ. Con lượm được bao nhiêu? Không nhiều không ít. 100 đồng bạc chẳng. Trời ơi, mau giữ kỹ. Giữ kỹ đi con. Chúng ta phát tài rồi. Mẹ làm việc đi. Con đi nấu cơm đây. Đi mau. Tối nay có đồ ăn ngon rồi. Con đi nấu cơm đây. Đem ra đây. Cái gì chứ? Em lượm được tiền mà. Đem ra đây. Anh cần tiền để làm gì? Trả tiền cho người ta. Không trả. Em đâu biết ai làm mất đâu. Không biết ai làm mất mới phải đem ra trả. Có thể tiền này là tiền cứu mạng. Anh làm vậy sẽ hại chết người ta đó. Không có đâu. Sao em biết là không chứ? Chúng ta làm cha mẹ phải làm gương cho con cái. Em cũng muốn sau này chính Dương khôn lớn, làm người tốt. Đừng nói nhiều nữa. Chúng ta ra chợ đi. Biết trước không nói là lượm rồi. Còn đứng đó làm gì nữa? Em đâu có nói gì đâu. Anh nhìn em làm gì? Trả tiền phải không? Đi thôi, đi thôi. Phương Phương, em lượm được tiền ở đây đúng không? Lượm được ở đây thật đó. Sao vậy? Anh à, trời tối rồi, người ta không tới thì chúng ta đi về đi. Không được, hôm nay không đợi được thì không về. Anh có vấn đề gì phải không? 100 đồng bạc có thể là tiền cứu mạng của họ. Anh bạn, anh làm rớt tiền phải không? Đúng vậy. Làm rớt 100 đồng bạc phải không? Đúng là 100 đồng. Là anh hả? Phương Phương, là anh ta. Đưa tiền ra đây. Không đưa. Đưa cho anh. Không đưa. Tiền của anh nè, 100 đồng bạc. Cảm ơn. Anh làm rớt bao nhiêu tiền? 100 đồng bạc. Đúng là 100 đồng bạc. Đưa lại đây. Phương Phương. Phương Phương, đây là tiền cứu mạng đó. Anh bạn, ngại quá, ngại quá.
Thật ra vợ tôi mua sắm đồ đạc đã dùng một ít rồi cho nên không đủ. Không biết khi nào trả lại số đó cho anh được. Xin lỗi anh. Đừng khách sáo. Đừng đi, đừng đi. Hắc tử, Hắc tử. Ngại quá, tôi cho anh con ngựa này, cộng lại chắc đủ 100 đồng bạc. Anh không chê chứ? Được rồi, mau đi cứu mẹ anh đi. Cảm ơn. Hắc tử, tạm biệt. Anh Phương Phương, đó là tiền cứu mạng của họ. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Đi em. Vợ à, tốt biết mấy. Tiền trả lại cho chủ cũ. Anh cứu mạng của người ta đó. Thật ra xài tiền của người khác trong lòng thấp thỏm không yên. Làm việc tốt xong tâm trạng tốt quá. Giống như thời tiết hôm nay vậy. Tốt cái đầu anh đó. Sao vậy? Em đau bụng quá. Đau bụng hả? Giờ sao đây? Chắc ăn trúng gì rồi. Em phải đi vệ sinh. Anh qua bên kia đợi em đi. Em đi rồi về ngay. Anh ở đây canh chừng em. Không cần, không cần. Anh qua bên kia đợi em. Em đi rồi về ngay mà. Nhanh lên đó. Anh qua kia đợi em nha. Biết rồi, em đi nha. Nè, cô là ai? Cô là ai? Muốn gạt tiền của tôi? Đừng hòng, đi chết đi. Hắc tử, đi. Đi về nhà. Chúng ta đi thôi. Phương Phương. Phương Phương. Sao em đi lâu vậy? Không đem theo giấy phải không? Phương Phương. Phương Phương. Phương Phương. Phương Phương. Chồng ơi, anh xem. Ai đây? Hắc tử. Anh đoán đi. Ở nơi hẻo lánh như vậy em không tìm được mau xí, nên đi vô thị trấn. Anh đoán xem em gặp ai? Ai chứ? Là người lúc nãy. Hắn dẫn Hắc tử qua nói không cần con ngựa nữa, nên em dắt về đây luôn. Thời gian đi vệ sinh mà dẫn được Hắc tử về đây sao? Trên đời có chuyện trùng hợp vậy à? Hết cách. Trên đời đúng là có nhiều người tốt mà. Hắc tử về đây anh có vui không? Đương nhiên là vui rồi. Hắc tử, Hắc tử, chúng ta đoàn tụ rồi. Về nhà thôi. Đi. Ủa, Chính Dương, sao con lại ở đây? Mẹ, sao giờ mới về vậy? Con và bà đói lắm rồi. Nào, con trai. Con trai, mẹ nói con nghe. Sau này, phải làm người chính trực như cha đầu bự mới có được thành công. Quán rượu Thái Hưng. Tiểu Nhị, tới ngay, cho một bình rượu đi. Được. Nào, mời khách quan. Khách quan uống rượu gì? Rượu trắng đi. Được, đợi một chút nha. Chồng à, ở bên đó có bán bánh nướng. Chính Dương rất thích ăn. Anh mua hai cái về đây đi. Được. Khách quan, đồ ăn và rượu đây. Cảm ơn. Cảm ơn. Mời dùng. Lát nữa cô dụ Cảnh Minh qua đây. Đổ cái này vô rượu của nó. Nó sẽ tạm thời bị ngất xỉu. Không sao đâu. Việc tiếp theo là của bác sĩ làm. Đừng nói là thuốc độc nha. Cậu qua đây. Dạ. Uống cái này đi. Dạ. Nhìn đi. Một, hai, ba. Mua rồi nè.
lâu quá không uống rượu với anh. Còn nhớ lúc trước chúng ta ở trong trại không? Tối đó chúng ta đều uống say. Không nhớ nữa. Thôi được, hôm nay em mời anh uống một ly. Nào, cạn ly. Được. Chờ chút, trước khi uống ly rượu này, anh còn vài chuyện muốn nói. Phương Phương, anh cảm ơn em đã đối xử tốt với anh. Giữa chúng ta không cần khách sáo vậy đâu. Nào, cạn ly. Giỏi lắm, dám ăn trộm tiền của tôi. Sao anh đánh người vậy? Các anh em, xông lên. Đánh hắn, đánh hắn, đánh hắn đi. Đánh hắn, đánh hắn, đánh đi. Người đâu? Xảy ra án mạng rồi, mau chạy đi. Có án mạng rồi. Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, người đâu? Có án mạng rồi. Nhà trọ Vĩnh Tường. Sao hai người lại ra nông nỗi này vậy? Được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Coi như tôi xui xẻo đi. Sao chưa bắt đầu nữa? Được rồi, bác sĩ, bắt đầu được chưa vậy? Ông Dạng, ông yên tâm đi. Chuẩn bị bắt đầu đi. Đợi chút. Lỡ Cảnh Minh không phải là con trai ông thì có khi nào ông giết hai chúng tôi luôn không? Tôi hồ đồ, cô lý trí. Tiểu bác tử, qua đây. Ông muốn làm gì? Nếu tôi gạt cô thì cô cầm súng bắn tôi đi. Coi chừng súng cướp cò đó. Được rồi, bắt đầu đi. Bắt đầu. Mừng ông Dạng. Con trai của tôi, con trai của tôi, Dạng Đại Quyền có con trai rồi. Nhà họ Dạng đã có người thừa kế rồi. Không sao. Mẹ, con trai, con tỉnh rồi. Cha đầu bự, mẹ nói cha bị đánh ngất xỉu. Con đi ra ngoài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Một người ngất xỉu không biết gì cả, một người bị thương đầy mặt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương Phương, lúc nãy trong quán rượu, sao họ đánh chúng ta vậy? Số tiền đó trả cho người ta rồi mà, sao họ lại tới đòi tiền chứ? Có phải em làm gì rồi không? Em đi nấu cơm cho anh ăn. Anh không ăn. Em nói rõ ràng đi, rốt cuộc em đã làm gì? Em không làm gì cả. Không làm mà đám người đó đánh chúng ta ra nông nổi này hay sao chứ? Anh la hét gì vậy? Hôm đó em đánh tên đó rồi cướp tiền về đây. Em nói anh biết, hắn là lưu manh lừa đảo. Số tiền đó không phải là của hắn. Anh hỏi em số tiền đó từ đâu ra có đúng không? Đúng vậy, em nói đi, từ đâu mà có? Em đem trang sức của hồi môn của em đi bán, đổi lấy tiền, có được chưa? Anh nói đi. Em bị người ta đánh ra nông nổi này, anh không giúp em, còn nói đỡ cho đám lưu manh đó sao? Anh có phải là người của em không vậy? Anh có phải là người không vậy?
Em làm vậy vì cái gì? Cũng vì cái nhà này thôi. Phương Phương, mau đuổi theo, mau đuổi theo đi, đi mau. Phương Phương, Phương Phương, Phương Phương. Thật ra sao em biết hắn là lừa đảo vậy? Nhìn họ là biết không phải người tốt rồi. Đúng, thật ra anh cũng nghĩ họ không phải là người tốt. Chúng ta là vợ chồng, em phải nói rõ với anh về số tiền này chứ. Em sợ anh khó chịu thôi. Được rồi, anh sai rồi, trách nhầm em. Đánh anh cho hả giận đi. Em không muốn đánh anh đâu. Anh coi anh kìa, sắp không cho em làm gì hết. Em làm việc cả đời rồi, đâu có số cho người ta hầu hạ. Mẹ. Hả? Sao mẹ ngủ ở đây? Mẹ ở đây chăm sóc con. Con đang mang thai, không được qua loa đâu. Mẹ nói con biết, 10 tháng không được gần chồng đâu đó. Mẹ kêu Cảnh Nhi ngủ với Chính Dương rồi, sau này tối nào mẹ cũng ngủ với con. Con thấy có được không? Dạ. Được thì lên giường ngủ đi. Nào. Rồi, ngủ đi. Mẹ, mẹ ngủ ở đây bao lâu vậy hả mẹ? Ngủ tới lúc con sinh con và nằm ổ xong, được không? Dạ được. Dạ. Đi. Cô Thẩm, cô thử đi coi vừa không. Tôi nhận tấm lòng của đại soái. Ngài đem quần áo về đi. Tôi thấy đồ cũ hơn, không thấy nhận quà của người khác. Cô Thẩm truyền thống quá. Mời ngồi. Không, có gì ngài cứ nói. Đúng vậy, hôm nay tới tìm cô đúng là có vài lời muốn nói. Nếu Diệp đại soái muốn nói tới thuốc viện thì tôi xin lỗi. Cô nghĩ nhiều quá rồi. Gần đây, khoảng thời gian ở cạnh cô Thẩm, tôi phát hiện cô là một người có học thức, có lòng can đảm, là một cô vợ rất đảm đang. Tôi rất hâm mộ cô. Tôi nói thẳng với cô luôn, trước đây tôi cưới ba cô vợ. Thật ra là tôi muốn tìm một người vợ có thể giúp đỡ cho tôi. Hôm nay tới đây, tôi muốn nói với cô là tôi muốn cưới cô làm vợ. Nếu như cô đồng ý, tôi sẽ cưới cô đàng hoàng. Tôi biết bây giờ trên đời không có nhiều cô gái giống như cô. Tôi thật sự hy vọng có thể tìm được một người vợ giúp đỡ được cho tôi. Đại soái, tôi xin nhận tấm lòng của ngài. Ngài cũng biết tôi đã có chồng rồi, tôi phải chung thủy. Xin lỗi, e rằng khiến ngài thất vọng rồi. Chung thủy à?
Cô Thẩm à, cô còn nhớ tôi đã từng nói là con người phải có giá trị sinh tồn hay không? Cô từ chối tôi như vậy, không lẽ cô không sợ tôi sẽ giết cô sao? Tôi không sợ đâu. Người đâu? Lôi cô ta ra ngoài xử bắn. Quỳ xuống, quỳ xuống. Cô Thẩm, đại soái nói rồi, chỉ cần cô lấy ngài ấy thì sẽ tha cho cô ngay. Cô chịu không? Không. Không chịu thật sao? Bắn đi. Chuẩn bị. Phạm nhân Thẩm Tâm Từ làm trái mệnh lệnh, xử bắn tại chỗ. Chuẩn bị. Nhắm bắn. Nhà trọ Vĩnh Tường. Chuyện gì nói đi. Mấy hôm nay tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện. Sai lầm mà hồi trẻ tôi phạm phải, tới hôm nay vẫn không thể nào bù đắp được. Nhưng mà Cảnh Minh là con trai tôi, đây là sự thật, nên tôi phải bắt nó đổi thành họ Dạng. Với lại bây giờ tôi đã có cháu rồi, càng phải đổi thành họ Dạng, nối dõi tông đường cho nhà họ Dạng chứ. Ông nghe tôi nói, nếu tôi giúp ông được thì tôi chắc chắn giúp. Nhưng mà chuyện này tôi thật sự không thể nào giúp được. Ông muốn nhìn thấy nhà tôi không yên ổn, ông mới vui hay sao? Không gấp, không gấp, không gấp đâu. Chuyện là vậy. Tôi già rồi. Tôi thật sự đã già rồi. Tôi già tới mức không biết tôi còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Chớp mắt thời gian lại trôi qua. Kiếp này Dạng Đại Quyền đã làm quá nhiều việc có lỗi, nhưng ông trời vẫn chiếu cố tôi. Trong lúc tôi còn sống, cho tôi biết tôi có một đứa con trai, có thế hệ sau. Dạng Đại Quyền chết không hề hối tiếc. Nhưng mà sau này khi tôi chết rồi, làm gì còn mặt mũi đi gặp tổ tiên nhà họ Dạng nữa chứ. Cô tốt bụng, cho tôi một cơ hội đi, để tôi đi gặp Quế Lan. Tôi xin lỗi bà ấy, tôi có nhiều chuyện muốn nói với bà ấy lắm. Nói xong rồi tôi sẽ có thêm sức mạnh, cảm thấy thoải mái. Yêu cầu của tôi không quá đáng chứ? Ông biết ông làm nhiều việc xấu xa, tội đáng muôn chết hay sao? Ông biết mẹ chồng tôi hận ông lắm không? Ông tổn thương mẹ chồng tôi, tổn thương suốt cả cuộc đời. Ông tưởng Cảnh Minh sẽ nhận ông sao? Không nhận ông đâu. Bây giờ ông tới nhà tôi chỉ làm cho mọi người không được vui vẻ thôi. Ông có hiểu không? Tôi biết.
Tôi hiểu ông. Tôi sẽ gọi ông một tiếng cha chồng. Cô nói đúng. Con người tôi quá ích kỷ. Tôi không nên đòi hỏi quá nhiều. Được rồi, ông đừng tự trách mình nữa. Ông đã lớn tuổi rồi. Thấy ông như vậy, trong lòng tôi cũng khó chịu lắm. Tôi hứa với ông một chuyện. Đợi đầu bự con ra đời rồi, tôi ẵm nó tới gặp ông, gọi ông một tiếng ông nội. Tôi đi đây. Khoan đã, con dâu à, hứa với cha một chuyện. Sao ông nhiều chuyện vậy? Là chuyện gì nữa? Đừng quên, giờ con đang mang thai cháu của nhà họ Vạn. Người làm ông nội này cũng phải biết điều. Em bé ra đời phải xài nhiều tiền lắm. Con cho cha cơ hội này đi. Được rồi, được rồi, đừng nói tới cơ hội này nữa. Ông nhớ, ông cho tôi 100 đồng bạc không? Điều đó hại tôi thê thảm lắm rồi. Tôi không cần cơ hội đó nữa. Không cần, con dâu yên tâm. Cha sẽ nghĩ cách, không liên lụy tới con dâu đâu. Tôi đi đây. Con dâu, suy nghĩ kỹ nha. Đại soái, trưởng Trấn Lương xin gặp. Đại soái, có khỏe không? Mời ngồi, mời ngồi. Vĩnh Sương đem quà tới xin đại soái nhận cho. Khách sáo quá. Ngồi đi. Đại soái ngồi. Vậy nha. Tôi thấy cũng tới lúc rồi. Hôm nay tới đón tâm tự về. Để ở đây làm phiền đại soái lâu quá không ổn chút nào. Xin lỗi trưởng Trấn Lương. Cậu tới trễ một bước. Lúc nãy tôi mới xử bắn tâm từ rồi. Bất ngờ vậy à? Cậu yên tâm. Người phụ nữ tốt vậy tôi không nỡ giết đâu. Trưởng Trấn Lương biết chọn phụ nữ lắm. Thẩm Tâm Từ là người phụ nữ khiến tôi rất ngưỡng mộ. Có câu anh hùng có sở thích chung. Đáng tiếc Tâm Từ đã là người của Vĩnh Sương rồi. Cậu xứng với cô ấy sao? Nói cho cậu biết, kể từ hôm nay Thẩm Tâm Từ là người của tôi. Cậu nhớ kỹ, tôi có thể đưa cậu lên, cũng có thể đạp cậu xuống. Cậu yên tâm. Chỉ cần cậu yên phận làm trưởng trấn thì tôi không bạc đãi cậu đâu. Có chuyện này cậu phải nhớ kỹ. Triệu Thời Tuấn phải chết. Được rồi, cậu dẫn cô ấy đi đi. Nhưng mà cậu không được đụng tới một cọng tóc của cô ấy. Vĩnh Sương tuân lệnh. Tại sao anh lại ở đây? Tâm Từ, ở đây lâu như vậy vất vả rồi. Đừng sợ, anh tới đây đón em. Đón tôi? Đúng vậy. Anh đã giải thích với đại soái rất nhiều mới cứu được em ra ngoài. Có điều em có sức hút thật. Đại soái còn khen em nữa.
nói em là một người phụ nữ rất đáng tôn trọng. Anh nhận ra đại soái rất thích em. Lương Diễn Sương, anh có mục đích gì? Nói ra đi. Được rồi, em hứa với anh một điều kiện. Nếu em hứa thì không những anh thả em ra ngoài mà còn có thể đảm bảo cho em và Triệu Thời Tuấn được ở bên cạnh nhau. Điều kiện gì? Anh tốt bụng vậy sao? Tốt bụng. Đúng vậy. Con người anh không làm việc gì lỗ vốn. Em cũng biết giờ anh là trưởng trấn của trấn Sa Hà, nhưng anh chưa ngồi vững ở vị trí này. Vì ngày nào Triệu Thời Tuấn chưa rời khỏi đây thì ngày đó anh chưa được yên. Em hứa với anh đi, đuổi Triệu Thời Tuấn ra khỏi trấn Sa Hà. Em đồng ý với điều kiện này, anh đảm bảo an toàn cho Triệu Thời Tuấn và còn đảm bảo cho em và Triệu Thời Tuấn cao chạy xa bay. Tôi không tin. Tôi không tin anh đâu. Em tin cũng được, không tin cũng phải tin. Tâm Từ, nếu em tin anh thì Triệu Thời Tuấn sẽ sống được. Nếu em không tin, không những Triệu Thời Tuấn không sống được mà cả em cùng đứa bé trong bụng của em cũng chưa biết sống hay chết. Tới đây. Tâm Từ, đừng chạy. Tâm Từ. Tâm Từ. Tâm Từ. Tâm Từ, tới đây. Đợi anh với. Đuổi theo em đi. Tâm Từ. Làm gì vậy? Bị điên rồi sao? Người này bị sao vậy? Chắc là hút thuốc phiện rồi. Đúng là hút thuốc phiện rồi. Nhìn là biết ngay mà, chắc chắn là hút thuốc phiện rồi. Cho tôi. Cho tôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Trưởng trấn tới rồi. Trưởng trấn tới rồi. Thời Tuấn phải không? Cho tôi. Cho tôi. Nhanh, khiêng vào nhà đi. Triệu phủ. Đưa cho tôi. Mau đưa cho tôi. Mau. Mau. Muốn hại chết anh ta sao? Cho tôi. Lúc trước tôi tiêm mọc phiên vì muốn cứu mạng anh ta, nhưng bây giờ khỏi bệnh rồi, phải từ từ giảm bớt lượng thuốc. Bây giờ anh cho anh ta hút cái này, không sợ anh ta thành kẻ nghiện thuốc hay sao? Cho tôi hút một chút. Xin anh, hút một chút thôi. Một chút cũng được. Tôi xin anh. Thank you.
Tại sao lại như vậy chứ? Không lý nào lại xảy ra chuyện đó. Trưởng Trấn Lương, rốt cuộc Thời Tuấn bị làm sao vậy? Không có gì đâu, nghỉ ngơi một khoảng thời gian là được. Không thuốc phiện thật sao? Rốt cuộc bị sao vậy chứ? Được rồi, mọi người để anh ta nghỉ ngơi đi. Về hết đi. Được, đi thôi, đi thôi. Thật là đáng tiếc quá. Thời Tuấn, ngồi đi. Tôi không có mặt mũi. Nói thật nha, anh khiến tôi quá thất vọng. Trước đây anh là anh hùng nổi tiếng ở trấn Sa Hà, nhưng bây giờ anh xem, ai cũng biết anh là ngụy quân tử. Nói ra thật xấu hổ. Tôi biết thuốc viện không tốt, nhưng tôi không cai được. Hôm nay tôi tới đây báo tin vui cho anh biết, bệnh của Tâm Từ khỏi rồi. Ngày mai cô ấy sẽ tới thăm anh. Thật sao? Còn một tin vui hơn nữa, cô ấy không chỉ tới đây một mình mà còn mang thai con của anh đó. Con của tôi à? Con của tôi à? Coi bộ dạng anh kìa, anh có mặt mũi gặp cô ấy hay sao? Tại tôi không tốt. Tôi không phải con người. Tôi biết rõ thuốc viện không tốt, nhưng tôi không hút, không chịu được. Đừng đau lòng nữa. Tuy cai thuốc khó hơn lên trời, nhưng mọi người đều sẽ giúp anh. Tin tưởng bản thân, phấn chấn lên. Tôi biết rồi. Tôi sẽ cai. Bác sĩ Lương đúng là người tốt. Tôi sẽ cai. Tiểu thư khuê cát, thanh niên tài giỏi, chỉ thứ nhỏ nhoi này là có thể quỷ quại hai người. Sao hai người không giống như tôi? Không quỷ được, không chết được, sống lại. Sao hai người lại không giống tôi chứ? Tôi nhận ra anh. Anh là bác sĩ tài giỏi. Anh là Trần Thế Mỹ. Anh là đồ xấu xa. Cô biết tôi rất cần đứa bé này không? Tôi rất cần nó. Nhưng giờ cô không xứng. Tại sao? Người tôi yêu sinh con cho Triệu Thời Tuấn. Người tôi không yêu
lại sinh con cho tôi. Mắc cười lắm phải không? Quan nghiệt, quan nghiệt. Giang Âm, nào, tối nay chúng ta chấm dứt mọi chuyện. Tôi không thể hại nó, không thể để nó chịu khổ. Đúng, không được, không được. Tạm biệt. Nào, Giang Âm, uống hết là chấm dứt mọi chuyện. Nào, nhanh lên. Cô làm gì hả? Anh Thời Tuấn, anh tới rồi. Anh Thời Tuấn, anh đã tới rồi sao? Anh Thời Tuấn, anh đừng đi, anh đừng đi. Anh Thời Tuấn, đừng đi. Đừng rời xa em. Anh đừng đi. Đừng rời xa em. Cô là người của tôi. Trong bụng đang mang thai con tôi. Nhưng trong lòng cô nghĩ tới người đàn ông khác. Đây chính là phụ nữ. Đây chính là phụ nữ. Đây chính là phụ nữ. Cha, con sai rồi. Con đúng là không biết xấu hổ. Muốn cha tức chết hay sao? Cha đánh người phụ nữ không biết xấu hổ như con. Đừng đánh con. Đừng đánh con. Đừng đánh con. Đừng đánh con. Con xin cha, đừng đánh con. Cha, con sai rồi. Cha, con sai rồi, đừng đánh con. Cha, con sai rồi. Cha đừng đánh con. Con sai rồi. Con sai rồi. Con sai rồi. Cô sợ gì? Đi đi. Đi đi. Đi ra đi. Đừng qua đây. Đừng qua đây. Chạy đi đâu hả? Đi đâu? Buông tôi ra. Buông ra. Buông tôi ra. Đi đâu hả? Buông tôi ra. Buông ra. Buông ra. Đừng qua đây. Đừng qua đây. Làm gì? Muốn nhảy xuống dưới à? Giang Âm, cô có biết bơi không? Đừng quên, cô đang mang thai đó. Theo tôi về nhà. Mau lên. Làm gì? Nhảy xuống dưới không theo tôi về nhà sao? Phải không? Theo tôi về nhà. Tránh ra. Tôi kêu anh tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Sinh
再说，就让一切重归。